Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và viếng ngành chùa KK Vlog. Hôm nay mình đến tham quan và cúng viếng tại tổ đình Phi Lai của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nhân chuyển đến hành hương và cúng viếng tại tổ đình Phi Lai thì KK Vlog sẽ cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp ở ngôi tổ đình rất là nổi tiếng của Tịnh Biên, tỉnh An Giang này mọi người nha. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận video clip ghi hình tổ đình Phi Lai của Tịnh Biên, tỉnh An Giang mọi người ạ. Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và viếng ngành chùa KK Vlog. Như lời giới thiệu thì KK Vlog đã có mặt ở chùa Phi Lai hay còn gọi là tổ đình Phi Lai của xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Phi Lai cổ tự thì được xây dựng từ những năm 1786 theo triều phái Bắc Tông. Chùa thuộc làng Tú Tề, Voi Bà Kẹt. Đây là địa danh của dân tộc và Khmer nên còn được gọi một cái tên khác là chùa làng Tú Tề. Hôm nay cùng trải lòng với chùa Phi Lai cổ tự trong một buổi buổi trưa nắng nhẹ thôi. Hiện tại là khoảng 10 giờ thì vị trí tổ đình Phi Lai nằm mặt tiền đường ở khu vực của xã Núi Voi cho nên việc di chuyển đến với chùa là thuận tiện và dễ dàng mọi người. Năm 1900 thì tổ sư Như Hiển Chí Thiền được thỉnh về làm trụ trì Phi Lai. Từ tờ đó thì đức tổ đã dẫn dắt chư tăng Phật pháp và các hoạt động cứu giúp vùng khó khăn, đặc biệt là vượt qua cơn thiên tai tàn khốc năm 1907. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn toàn diện lại khu vực cổng tham quan với lối kiến trúc thì mình thấy có ba điện tháp. Phía trên đỉnh là có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và hai bên có hai vị hộ pháp. Khu vực chánh điện vô cùng đẹp và trang nghiêm mọi người. Mình sẽ di chuyển lên trên để tham quan cúng viếng thì mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người với tâm niệm giúp mọi người có thêm hình ảnh về tổ đình Phi Lai, hình ảnh mới nhất. Mọi người có chuyến hành hương về với vùng đất bảy núi An Giang thì hãy ghé viếng tổ đình Phi Lai ha mọi người ha. Khi chúng ta vừa bước qua cổng tam quan, cổng chính, cổng tam quan rất đẹp và rất là cao lớn của chùa thì mình sẽ thấy giữa sân chùa là hình ảnh của tôn tượng Đức Quan Âm Bồ Tát. Tôn tượng của ngài cao khoảng 12m và được tạc từ đá nguyên khối. Phía sau là khu vực chánh điện với những mái ngói là hình rồng, hình phượng. Và đỉnh điểm thì có một cái trụ rất đẹp và trang nghiêm ha. Tổ đình Phi Lai, một trong những địa điểm du lịch tâm linh hiện tại thì đã và đang thu hút đông đảo lượt du khách và Phật tử có dịp và khi có dịp về với vùng đất này đến tham quan cúng viếng đó mọi người, và đồng thời là nơi tu học của các thầy cũng như là Phật tử của địa phương. Wow, bên trong khuôn viên của chùa thì cũng có gốc phượng ửng hồng, tại bởi vì trong những cái chuyến hành trình hành hương vào những dịp mùa hè, những mùa hạ đã sang thì hoa phượng nở vàng rực trên khắp và con đường mình đi đến với các cái địa điểm du lịch cũng như là những cảnh chùa của tỉnh An Giang mọi người ha.
tôn tượng Đức Quan Bồ Tát đẹp và trang nghiêm, một tay bấm ấn chỉ và một tay thì cầm chai cam lộ. Mình xin di chuyển lại gần hơn nơi có hình ảnh của Đức Quan Bồ Tát để chia sẻ với mọi người ha. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khu vực khuôn viên của chùa thì mình thấy không có nhiều cây xanh, cho nên trời nắng thì nắng lên, ửng nắng lên thì rất là gắt, cho nên mọi người sẽ chuẩn bị tư trang, nón đội, nước uống. Quan sát thấy thì bên trong khuôn viên của chùa thì không có cho kinh doanh như những khu vực khác, cho nên mọi người đến tham quan thì cũng chỉ một tâm là đến viếng chùa rồi cùng niệm Phật, niệm các vị Bồ Tát mọi người, cho nên không có mua sắm được bên trong khuôn viên của chùa ha. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôn tượng của Đức Quan Bồ Tát đẹp lắm mọi người ạ. Điêu khắc khuôn mặt của tôn tượng Đức Quan Bồ Tát thì tròn trịa, nhân từ và phúc hậu. Hình ảnh Đức Quan Bồ Tát đi vào những người con Phật tử chúng ta là hình ảnh của một người mẹ hiền, luôn giang tay che chở giúp đỡ cho con, cho chúng sanh đó mọi người. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình quan sát thấy thì bên trong khuôn viên chùa thì mình thấy có nhiều cái cây kiểng xanh ha. Những cây kiểng như thế này nè cũng tạo nên những cái mảng xanh và có sắc hoa cho mọi người, cho du khách và Phật tử đến phần cảnh chùa rồi cùng chụp những bức ảnh đẹp, chia sẻ với Phật tử không gian Phật Pháp an nhiên và thanh tịnh cũng như sự trong lành. Ở góc này thì mình thấy có tòa nhà và phía trước tòa nhà thì có hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Tôn tượng Đức Phật Di Lặc đã được tạc từ đá hoa cương nguyên khói cao 2.5-3m mọi người. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Ngôi tổ đình Phi Lai thì địa chỉ cụ thể ở ấp núi Voi, xã núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là một trong những địa điểm tu học của người dân địa phương và cũng là địa điểm địa chỉ du lịch tâm linh rất là nổi tiếng, thu hút đông đảo lượt du khách và Phật tử. Như mình chia sẻ thì ở đây mình thấy có một khu vực tòa nhà có điện thờ với lối kiến trúc trông rất là cổ kính và rất là đẹp ha mọi người. Rất là đẹp luôn ạ. Phía trên như mọi người chú ý ha thì cũng có lưỡng long, có đôi rồng tranh châu, rồi có hình ảnh màu trắng, xương trắng mọi người, là hình ảnh của các đức tổ ha, trông nhìn đẹp và rất là trang nghiêm. Phía chính giữa thì khuôn viên khu vực này thì mình thấy có hình tượng của Đức Phật Di Lặc, tôn tượng của ngài có chiều cao khoảng 2m nè. Tôn tượng của ngài miệng luôn tươi cười, nhân từ và phúc hậu như thế này mọi người ạ. Đẹp lắm ha. Nam mô Di Lặc Tôn Phật và rất là trang nghiêm luôn á. Phía trước cửa của khu vực điện thờ, nơi có kiến trúc rất là đẹp và rất là Tây Âu, thì mình thấy có hình ảnh của Đức Quan Bồ Tát. Tôn tượng Đức Quan Bồ Tát được tạc từ bê tông cốt thép và được sơn trắng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đẹp quá ha. Sắc trời, mây trời xanh trong tạo nên cái điểm nhấn du lịch tâm linh rất là đẹp như thế này. Thì kênh Kem Vlog rất là vui với những hình ảnh mình chia sẻ được cho tất cả mọi người. Thì trong thời gian tới có dịp di chuyển về với vùng đất này thì hãy ghé viếng tổ đình Phi Lai ha. Mình đã quan sát thấy thì ngoài những công trình đã hoàn thiện của tổ đình Phi Lai thì bên trong chùa, bên trong ngôi tổ đình cũng còn rất là nhiều công trình đang dở dang. Mọi người đến cúng viếng Phật rồi cùng nhau cúng dường tam bảo trợ duyên cho chùa mọi người ạ. Khi mình di chuyển qua góc này thì vào vị trí khu vực điện này thì mình thấy có hình ảnh của ngài Tiêu Diện Đại Sĩ mọi người. Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát. Giờ mình di chuyển vào bên trong để tham quan cúng viếng ha. Đây là lần đầu tiên kênh Kem Vlog đến với ngôi tổ đình Phi Lai. Mình vào tham quan cúng viếng rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người.
Vị trí Ken Ken Vlog ghi hình đã chia sẻ cùng mọi người khu vực điện thờ này là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà và hình ảnh của các vị Bồ Tát và thần Phật khác mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Khu vực này thì mình quan sát thấy tôn tượng rất đẹp ha, rất là cổ kính, được điêu khắc có vẻ rất là lâu, rất là cổ kính ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta sẽ quay màn ảnh trở về với khu vực chánh điện với lối kiến trúc rất là đẹp, cũng na ná giống với kiến trúc của Nhật Bản mọi người. Tuy nhiên cũng sẽ có nét mang đậm nét kiến trúc và Phật giáo Việt Nam mình, tức là kết hợp Á Âu ha. Những cái đầu cột thì mình thấy là có những cái hình giống như lục giác kết nối lại với nhau, tạo nên những cái điểm nhấn cho những cái đầu cột, những cái trụ cột bên trong chánh điện mọi người. Và đỉnh điểm thì mình thấy những mái đao là hình phụng, hình rồng, hình mây ha. Rồi có những cái chòm đại tháp mọi người nhìn thấy trông rất đẹp và rất là độc đáo luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực chánh điện Tổ Đình Phi Lai để cùng trải lòng với không gian Phật pháp của chánh điện mọi người nha. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người thương cùng cho kênh kênh một like, bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều cái video clip mới hay hơn về cảnh chùa cũng như những địa điểm du lịch và kênh kênh vlog đến mình chia sẻ cho mọi người xem hoàn toàn miễn phí. Mọi người ạ, xin mọi người thương ha. Cảm ơn mọi người ha. Đẹp lắm phải không mọi người? Trên thì mây xanh vờn, mây trắng, mây xanh như hòa quyện vào nhau, tạo nên một cái nét giao thoa kết hợp Phật giáo cho ngôi Tổ Đình Phi Lai, chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo lượng du khách và Phật tử gần xa khi có dịp đến với vùng đất du lịch tâm linh vùng đất An Giang mọi người ha. Giờ chúng ta di chuyển vào bên trên mọi người nha. Như vậy là Ken Ken Vlog đã di chuyển lên trên khu vực tầng 1 của khu vực Đại Hùng Bổ Điện. Mọi người thấy trên những cái đầu cột thì có những cái hình lục giác ha. Những cái kết nối bởi những hình lục giác trông rất đẹp và là tạo nên những cái nét kiên cố cho khu vực chánh điện, cho khu vực tòa nhà mọi người. Những vách thì có hình của hoa sen, trông nhìn rất là đẹp và rất là trang nghiêm ha. Phía trước cửa của khu vực tòa nhà chánh điện là hình ảnh của các vị tứ đại kim cang, tôn tượng của ngài. Các ngài thì được sơn màu vàng đồng, trông nhìn đẹp và rất là trang nghiêm, có chiều cao trên 3 mét ha mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn tượng của các ngài thực sự rất là đẹp và rất là uy nghiêm. Hai bên thì có hai vị tứ đại kim cang mọi người, và chánh giữa ngay trước cửa của khu vực chánh điện thì mình thấy hình ảnh của Đức Phật Di Lặc được sơn màu vàng đồng. Tôn tượng có chiều ngang khoảng 3 mét và chiều cao 3 mét ha. Tôn tượng của ngài rất là lớn luôn á. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Đẹp lắm mọi người ạ. Ở đây thì Ken Ken Vlog thấy có một cái bảng gọi là chứng nhận. Chứng nhận công trình Tổ Đình Phi Lai sử dụng sơn sinh thái Raphenthon Tây Ban Nha đạt các chứng chỉ xanh. Cái này là do một cái công ty về đá quý ha, đá quý sơn màu công nhận cho ngôi chùa Tổ Đình Phi Lai này. Rất là đẹp hình ảnh của các vị thần kim cang ha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện của Tổ Đình Phi Lai. Thì ngôi Tổ Đình Phi Lai thì do Đức trụ trì là Thượng Tọa Thích Thiện Căn là trụ trì ha. Ở đây thì mình thấy có bản là quy trước khi vào nơi tôn nghiêm thờ Phật, và ở đây thì có số phone của các thầy. Nếu mọi người có phát tâm nguyện cúng dường hoặc là có nhu cầu liên hệ với Tổ Đình Phi Lai thì mọi người sẽ liên hệ với số phone trên màn ảnh kênh vlog của tình ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha.
Vâng, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong khu vực Đại Hùng Bổn Điện để cùng trải lòng với không gian Phật pháp của chánh điện. Kênh Game Vlog cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của chánh điện luôn. Trên phía nóc, trên nóc của chánh điện mình thấy có nhiều hình đài của hoa sen ha. Và phía trước bên trong đây thì mình thấy có hình ảnh của tứ đại thiên vương, bên phải hai vị và bên trái là hai vị, và bên trong thì cũng có rất là nhiều hình ảnh của các vị La Hán cũng như là đại hồng chung của chùa. Tôn tượng của các vị La Hán thì được tạc từ gỗ trông nhìn đẹp trang nghiêm, đẹp lắm mọi người. Chánh điện vô cùng rộng lớn, mọi người đã xem những cái hình ảnh mà mình quay lúc ở bên ngoài thì mình sẽ có cái view tổng thể cho khu vực chánh điện thì rất là cao và rộng lớn, tạo nên một cái không gian Phật pháp bên trong chánh điện vô cùng đẹp và rất là trang nghiêm. Mỗi một bên thì có 9 tôn tượng của các vị La Hán mọi người, đẹp và trang nghiêm lắm mọi người ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị trí chánh điện là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên trái là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và bên phải là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát mọi người. Mình đã xin di chuyển lại gần hơn nơi có tôn trí tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình chia sẻ cùng mọi người hình ảnh về không gian Phật pháp của chùa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là đẹp và rất là trang nghiêm, cũng như khu vực chánh điện rất là rộng lớn ha. Hình ảnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Phổ Hiền Bồ Tát mọi người. Những tôn tượng được sơn son thiếp vàng, trông rất là đẹp và rất là trang nghiêm phải không mọi người ạ? Vị trí này là hình ảnh của Đức Phổ Hiền Bồ Tát mọi người, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ha. Sau khi mình cúng viếng ở khu vực chánh điện nơi có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì mình ra khu vực phía sau là khu vực thờ tổ. Ở khu vực này thì kênh Game Vlog thấy có hình ảnh di ảnh của các đức tổ của chùa, bởi đây là ngôi tổ đình Phi Lai rất là nổi tiếng, với hình ảnh có hình ảnh của Đức Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma luôn ha mọi người. Nam mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, Nam mô A Di Đà Phật. Đẹp quá mọi người ạ. Và vị trí đối diện là mình thấy có hình ảnh của Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát mọi người ha. Như vậy video clip ghi hình tổ đình Phi Lai của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, kênh Vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của chùa đến đây xin tạm dừng. Chúc mọi người sớm có chuyến hành trình về với vùng đất An Giang để cùng tham quan công viên chùa Phi Lai mọi người nha. Cảm ơn, xin chào.